Quý vị và các bạn thân mến, với tất cả tình cảm dành cho đất nước Ukraine và với tinh thần kịch liệt phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Putin vào đất nước Ukraine. Hôm nay, Nhật Linh xin đọc bài xã luận với nhan đề Putin được gì khi xâm lược. Đây là một ghi chép rất chân thực và xuất sắc của một người có hiểu biết rất rõ về nước Nga, có những kỷ niệm đẹp về nước Nga tác giả Nguyễn Học. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Với mình, một đứa đã lang thang trong thời trẻ trâu dọc nước Nga, từ thủ đô tới Siberia, qua đến St. Petersburg, cái thời đáng ra phải đi học, nhưng đi buôn là chính. Từng được sống với tất cả sự nồng ấm chân thành của người dân Nga, ngay sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, từ tính cách của người dân Nga cho đến lịch sử chính trị của đất nước này việc quân đội Nga xa lầy như hiện nay giữa chiến trường Ukraine, thực sự mình không ngạc nhiên. Nhìn lại từ thời xa hoàng, nước Nga chưa bao giờ có dân chủ. Lịch sử cai trị của đất nước này luôn chỉ ra sự tàn bạo của kẻ mạnh với người yếu thế. Mà người trong lịch sử nước này chưa bao giờ có giá trị. Đơn giản với những ví dụ về các trại cải tạo lao động dành cho những người đối lập trong suốt chiều dài lịch sử với điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt được dựng lên tại vùng đất băng giá Siberia, nơi nhiệt độ giữa mùa đông và mùa hè có thể chênh lệch tới 100 độ C. Chỉ có bạch dương mới sống sót được trong khí hậu như vậy. Hàng trăm ngàn tù nhân đã phải bỏ xác khi hoàng cung mới được xây dựng tại St. Petersburg rồi đến Stalin với những thảm sát đẫm máu những người bất đồng chính kiến và giới trí thức. Lịch sử chính trị của nước Nga được in dấu bởi sự dối trá và tàn bạo cho đến tận hôm nay. Điều này giải thích cho những hành động mà quân đội Nga đang ngày đêm thực hiện trong cuộc chiến tại Ukraine khi giết hại dân lành một cách mang rợ. 20 năm, Putin cai trị nước Nga, cũng vài lần mình được trở về thăm chúng cũ. Ngoài những hào hoa phồn thịnh tại các thành phố lớn cùng với những vấn nạn của sự phát triển không có quy mô, khí thải và nạn kẹt xe tại Moscow là một tình trạng kinh hoàng. Nếu không tính toán cụ thể và ra sân bay vào chiều cuối tuần, khi dân cư thành phố nườm nượp đổ ra nhà nghỉ ngoại ô và các cửa ngõ tắt ngàn, thì việc bạn bị trễ máy bay là chuyện không ai quan tâm. Phương tiện giao thông công cộng cũng chỉ có bus ra sân bay nếu bus vì tắt đường không đến kịp Cũng là chuyện của bạn Không ai có trách nhiệm ở đây cả Về đến nông thôn Thanh niên trai gái trẻ không có việc làm Tụ tập nghiện hút Không có tiền Họ tự pha chế đồ hàng Từ xăng Và theo nghiên cứu thì tác dụng của nó Có thể phá hủy cơ thể Trong vòng một năm Trong làng chỉ duy nhất rượu bia và thuốc lá Là bán chạy Ngoài thanh niên nghiện ngập chỉ có người già ở lại còn lại thì bỏ xứ lên thành phố kiếm sống một viễn cảnh khiến mình cảm thấy thực sự bị trầm cảm mỗi khi về thăm nước nga con trai mẹ nuôi mình ở nga đi lính nghĩa vụ lúc sang thăm mình hỏi cái mũi làm sao mà vẹo như thế kia nó bảo vào lính bị đánh hội đồng lính mới bao giờ cũng vậy và bạo lực trong quân ngũ là chuyện bình thường nghe thấy quen quen Giống như ở xứ thiên đường của quê ta nhỉ Thật tình Nếu không có những kỷ niệm quá sâu đậm Với những người dân Nga bình dị Mình sẽ không bao giờ quay lại Cái xứ sở bất an này Mấy tháng sau khi sang Nga Mình bị viêm ruột thừa phải mổ Lúc vết mổ chưa khô Một cụ già làm thêm trong bệnh viện Ngày nào cũng mang máy sấy Tới sấy vết mổ cho mình Và cùng trò chuyện 18 tuổi, lơ ngơ giữa một đất nước xa lạ mình nhớ mãi tình cảm bà cụ dành cho mình có buổi tối đi tàu điện ngầm từ nhà bạn về ký túc xá ở moscow bị thằng say xỉn bám theo một cô trung niên kéo mình xuống tàu vừa đi vừa nói với thằng say bám theo hai cô cháu mày cuốc đi nó là cháu của tao đấy có để cho nó yên không nào ra khỏi ga tàu rồi bà lại đưa mình xuống tàu để chắc chắn là cái thằng kia không còn bám theo mình nữa và nhiều lắm những may mắn như vậy. Nhưng mà cảnh sát Nga sắp nhiễu người nước ngoài để kiếm tiền thì cũng không còn lời nào để tả. Bất nhân và vô pháp luật, không coi nhân phẩm con người ra gì. Tham nhũng từ bộ máy hành chính cho đến tư pháp, hành pháp thật khủng khiếp ở đây. Đầu những năm 90, người nước ngoài, đặc biệt là người Việt Nam bị giết tại Moscow vì bị cướp của hay một lý do nào đó rất nhiều. Trong số đó, lực lượng đặc nhiệm của Nga cũng dính tay vào nhiều vụ giết người mà không ai phải chịu một sự trừng phạt nào trước pháp luật. Cho đến nay, nước Nga vẫn là một điểm đến không an toàn. 20 năm Putin cai trị, nước Nga chỉ được hoành tráng hơn ở cái bề nổi và những nhóm lợi ích thân với Putin trục lợi theo hệ thống chính sách cơ sở hạ tầng và đời sống của người dân, đặc biệt là người già, không hề được cải thiện. Đầu những năm 90 sống ở Moscow, nhìn những cụ già đứng giữa trời lạnh, bán thêm mớ rau củ hành, bù vào đồng lương ít ỏi, mình xót xa nghĩ. Nếu mẹ mình cũng phải bươn chải như thế này thì khổ lắm. Nghiện ngập say xỉn, chết cống ngoài đường mùa đông là chuyện bình thường giờ cũng vẫn y nguyên như vậy putin với mình như một đứa trẻ hư vì không được giáo dục tốt cảm thấy không được quan tâm đủ như nó mong muốn và vì tự ti trước sự bé nhỏ của mình nên lần này tấn công ukraine cho đàn anh phía tây biết sức mạnh của kẻ tự ti nhớ những clip putin quảng bá sức mạnh cơ bắp bằng việc cởi trần cưỡi ngựa câu cá hay săn gấu đồng nghiệp người nga của mình cười và bảo mày nghĩ gì khi bà meko thời mấy năm trước khi còn là thủ tướng đức cũng làm như vậy mình cười bảo lạy trời chuyện đó sẽ không xảy ra nếu không chắc tao lại phải di cư miền đất mới này mày ạ à. hay ho gì với cái quá khứ điệp riêng kgb để giờ đây khoác lên mình bao nhiêu cái chết của người đối lập nhà báo hay người đào thải vì đầu độc hay ám sát họ từ trong nước tới nước ngoài. Cuộc tấn công Ukraine của Putin với mình là phiên bản đức của bài học về suy nghĩ đám đông. Điển hình của cách suy nghĩ này được nhắc tới trong tâm lý học là trận đánh của những người Cuba di tản qua Mỹ dưới sự điều hành của chính quyền Hoa Kỳ vào vịnh Beach Bay tại Cuba năm 1961. Tất cả các tướng lĩnh trong bộ chỉ huy đều biết rằng trận đánh không có cơ hội chiến thắng. Vì khi đổ bộ vào vịnh thì khả năng lính bị bắn chết là chắc chắn cao. Nhưng vì sợ là người duy nhất nói ra điều này và sợ bị đào thải khỏi quần máy, không ai đã không dám nói ra sự thật. Kết quả là những người di tản quy ba quay trở lại tấn công nước này đã bị chết thê thảm khi đổ bộ vào vịnh. Vì sợ bị đầu độc giết hại, và không có cơ hội kiếm chắc thăng tiến, nên những người tham gia họp bàn chiến sự trong bộ chỉ huy của Putin đã phạm đúng lỗi group thinking này. Câu lạc bộ 99% của quốc hội độc tài bù nhìn đã bỏ phiếu tán thành việc tấn công Ukraine và họ chủ quan sẽ ăn gỏi Ukraine trong một tuần. Họ sống trong môi trường với những giá trị đạo đức và nhân phẩm suy đồi nên họ nghĩ loài người tiến bộ cũng giống như họ họ đã không thể nghĩ đến những phản ứng mạnh mẽ và đoàn kết của cộng đồng, đồng quốc tế trước hành động xâm lấn của họ vào lãnh thổ ukraine putin và đồng bọn đã quá coi thường sức mạnh của sự tử tế việc quân đội nga rệu rã vũ khí lạc hậu với mức độ tham nhũng như ở nga chẳng thể ngạc nhiên về việc này quân đội nga qua cuộc chiến này đã chứng tỏ Họ không mạnh mẽ như họ và người khác tưởng. Ý chí và khả năng chiến đấu của thế hệ lính mới nhập ngũ không cao. Nhiệt huyết của kẻ xâm lược gây tội ác lại càng không phải là nhiệt huyết của người dũng cảm hy sinh cứu nước. Dẫn đến việc lính Nga hiện nay bắt đầu đào ngũ. Đảng Tự do Dân Chủ FDP tại Đức đang đưa ra đề nghị chấp nhận tị nạn chính trị cho lính Nga đào ngũ tay chân của Putin, tổng thống Bạch Nga muốn quân đội của nước này tham chiến tại Nga. Nhưng tướng lĩnh của họ đã không đồng tình với việc này. Tình trạng lính Bạch Nga vượt biên sang Ukraine ủng hộ nước này chiến đấu với Nga khiến thủ tướng Bạch Nga phải ra lệnh kiểm soát chặt chẽ biên giới nước này, Kazakhstan, nước cộng hòa thuộc Liên bang Nga cũ, với cuộc bạo động của người dân phản đối chính quyền ngay trước khi Putin tấn công Ukraine đã gửi viện trợ cho Ukraine để thể hiện tinh thần đoàn kết với Ukraine. Trong sự kiện này, Putin đã ủng hộ chính quyền nước này đang áp người dân và tuyên bố Nga sẽ không chấp nhận các nước thuộc hệ thống Xô Viết cũ có quyền tự trị. Các nước cộng hòa khác thuộc Liên bang Xô Viết cũ cũng đang quay lưng lại với Nga sau sự kiện nước này tấn công Ukraine. Nga đã thua chưa? Xin thưa đã và trên mọi mặt trận từ kinh tế chiến thuật quân sự và đặc biệt là lòng người chỉ có những kẻ không có não và chẳng có tim mới có thể ủng hộ cuộc chiến phi nghĩa và vô nhân đạo này chưa thấy bài trừ phát xít ở ukraine ở chỗ nào chỉ thấy quân đội nga tàn phá hủy diệt đất nước và con người ukraine mình không tin nga sẽ thắng trận này không chỉ bởi cái ác không thể thắng cái thiện, mà đây là một cuộc chiến về giá trị nhân loại. Không có luật pháp nào cho phép được tấn công xâm phạm lãnh thổ và hủy diệt một nước có chủ quyền. Điều này cả thế giới văn minh đang chỉ ra cho Nga bằng thái độ của mình. Nga sẽ được gì khi xâm chiếm được Ukraine? Khi chỉ còn là một đống đổ nát, lòng dân thì không phục và cả thế giới tẩy chay Nga tấm gương quân đội nga phải rút lui từ afghanistan và quân mỹ từ iraq việc lòng dân không thuận vẫn còn rất mới chả lẽ putin muốn quên sao mình nghĩ putin sẽ hướng tới một cuộc đàm phán và những thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh trước khi mất mặt mình hy vọng ngày đó sẽ sớm tới để không phải thêm một ngày nào cuộc sống và hòa bình tại ukraine và trên thế giới bị đe dọa bởi một đứa trẻ hư như putin nữa mình nghĩ chắc putin ngoài bệnh tâm lý hoang tưởng quyền lực gì đó cái này phải bác sĩ tâm lý mới kết luận được còn là một đứa trẻ đáng thương không được biết đến tình yêu thương của cha mẹ đứa trẻ được yêu thương sẽ cảm nhận được hạnh phúc và muốn lan tỏa thay vì gây đau thương bởi nó không được biết đến thương yêu Đức Đạt Lai Lạc Ma chắc chắn sẽ nói Những kẻ như Putin tạo ra các ma vòng luân hồi rất xấu Và chúng ta càng phải cầu nguyện cho họ nhiều hơn nữa Mình ít ăn thịt vì hạn chế mức tối thiểu sinh vật sống phải chết vì mình Nhưng nếu có đóng góp để trả tiền cho ai triệt hạ được Putin Mình xin góp phần Việc Putin mang bom nguyên tử ra dọa cũng giống như thằng ủng chơi ngông Hai thằng này chắc có hầm trú ẩn chống bom nguyên tử với 70 tiên nữ để cưỡi. Giống như mấy tổng chí đánh bom cảm tử đạo hồi, mong ước được thưởng sau khi chết. Nhưng triệt tiêu nguồn sống của nhân loại và chui rút dưới hầm trú ẩn, sống vậy thì là động vật ở kỷ nguyên nào, chứ đâu có thể là con người. Chiều hôm qua, bầu trời nước đất được phủ vàng, mình tỉnh giấc ngủ trưa trong chùa nhìn ra thấy là không biết tại sao buổi chiều đọc tin mới biết các từ sa mạc sahara được gió thổi sang tận đây nếu putin dùng bom nguyên tử môi trường sống tại châu âu và cả tận đâu nữa thì coi như không còn chính trị chỉ đơn giản là không khí ta ở nguồn nước ta uống và giá trị nhân phẩm và đạo đức của con người là bất khả xâm phạm. Đừng chỉ nghĩ đến nồi cơm điện nhà mình, vì dù thế giới có sự sụp đổ, thảm họa nó sẽ trừ mình ra. Nghĩ như vậy thì cũng coi như là không biết nghĩ. Thưa quý vị, vừa rồi quý vị và các bạn nghe bài viết Putin được gì khi xâm lược của tác giả Nguyễn Học. Nhân nói về nước Nga và con người Nga. Nhật Linh cũng có nhiều người bạn Nga làm ở viện hải dương học nha trang đó là những nhà nghiên cứu khoa học biển nhật linh phải nói là qua hình ảnh của những người bạn này người nga rất là đáng yêu các bạn một đất nước mà chỉ có sa mạc và bạch dương tâm hồn của họ trải rộng dài và người nga thật sự đáng yêu nhưng đất nước nào cũng vậy đâu đó sẽ xuất hiện những con người dị biệt mà trong thế kỷ này, con người dị biệt của đất nước Nga chính là tội đồ Putin. Nhân dịp này, Nhật Linh muốn hát tặng các bạn Nga và những người yêu đất nước Ukraine, đất nước Nga một bài hát viết về dòng sông Volga, tiếng Nga được gọi là Volgarechenka và dịch sang tiếng Việt là bài hát Sông Volga Thân Yêu. Nhật Linh xin hát dây và không có nhạc đệm nha quý vị.

Sere priestariya karasu liuboktaka va kato liubo judaraga karasu liuboktaka Cthulhu Bop Yodah Raji